Trong buổi thuyết giảng vào tháng 12 năm 2018 ở Đài Loan còn được biết là Formosa, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đọc một trích đoạn từ Kinh Lăng Nghiêm của Đức Phật về việc sát sinh và ăn thịt. Thêm nữa, A Nan, nếu chúng sinh trong lục đạo của bất kỳ thế giới trần tục nào không có tư tưởng sát sinh, thì họ sẽ không phải đi theo chuỗi luân hồi sinh tử không ngừng. Nếu không sát sinh, quý vị sẽ không chết hoặc tái sinh trở lại và đau khổ vì tuổi già, vì bệnh tật, chia ly và buồn phiền và đủ thứ đau đớn. Cốt yếu trong việc tu tập nhập định là để vượt qua những âu trược chán chường. Nhưng nếu không dứt tuyệt tư tưởng sát sinh, thì sẽ không thể thoát khỏi trần lao. Ta bà là bụi của thế gian này, nghĩa là bị ném trở đi trở lại vào bụi bặm và mang cái thân bụi này. Thân làm bằng bụi. Phật nói như vậy, nghĩa là quý vị không bao giờ có thể ra khỏi sự hiện hữu vật chất. Rồi, dù có đa trí thiền định hiện tiền, nếu tọa thiền quý vị có một số trí huệ đến từ đó và nhập định đôi chút. Nhưng nếu không đoạn tâm sát sanh, thì dễ bị đọa lạc vào quỷ đạo, nghĩa là một loại quỷ, và thần ma quỷ, thần thấp, không phải Phật hoặc Bồ Tát hoặc Thánh. Ngài nói thêm, thượng phẩm, nghĩa là điều tốt nhất mà quý vị có thể đạt được, thì người đó sẽ làm đại lực quỷ. Nếu trung phẩm thì người đó sẽ làm phi hành dạ xoa, nghĩa là quỷ chúa hoặc một loại quỷ. Hạ phẩm, người đó sẽ làm địa hành la sát. Có nhiều loại quỷ khác nhau nhưng tất cả đều là quỷ. Bây giờ quý vị biết tại sao Đức Phật, Đức Thế Tôn, bậc giác ngộ, Ngài nói điều đó, nếu không đoàn tâm sát sanh mà lại ăn thịt uống máu, thì quý vị sẽ thành quỷ, đại lực quỷ, nhưng không gì khác. Phải, cho nên hãy coi chừng. Năm giới không nói dối, không sát sinh. Những con quỷ và tinh linh này cũng có đông đệ tử. Tất cả đều tự xưng đã hoàn tựu Pháp Vô Thượng Đạo. Sau khi ta nhập diệt, nghĩa là Đức Phật nhập Niết Bàn, trong thời mạt Pháp, có nhiều dòng dõi, các loại quỷ ấy hiện ra lừng lẫy ở thế gian, tự nói rằng ăn thịt mới đắc đạo Bồ Đề. Những con quỷ và tinh linh này, chúng biện luận, chúng nói nếu ăn thịt quý vị vẫn có thể đi trên đạo Bồ Đề, nghĩa là sẽ đi theo hướng của Đức Phật, nghĩa là quý vị sẽ thành Phật. Trời ơi, nhảm nhí quá chừng. Làm sao có ai tin điều đó? Nhưng rõ ràng cũng có người tin. Vậy Đức Phật dạy A Nan, do đó nếu hành giả tu pháp chánh định, có nghĩa là thiền, cách quý vị đang thiền bây giờ, không dứt tuyệt sát sinh thì họ là những người tự bịt tai lại, rồi kêu lớn tiếng, nhưng mong không ai nghe được họ. Đó là muốn che giấu một sự việc hoàn toàn rõ ràng. Để nói thật phi lý rằng, ăn thịt là thành Phật. Làm sao có thể giết ai đó mà được sống, ý ta nói đời đời. Đó là ý của Phật, nó không hợp lý, không logic. Cho nên, chư Bồ Tát và các vị tỳ kheo, nghĩa là các tăng chúng, thanh tịnh, thậm chí không bước lên cỏ trên đường đi, hay không nhổ cỏ. Làm sao một người đại từ bi lại có thể lấy huyết nhục của chúng sinh còn sống và cử động mà ăn? Bây giờ, đây là chỗ mà tôi đã bảo rằng Phật là người thuần chay. Ngài nói, các tỳ kheo, nghĩa là tăng chúng, các tăng ni, các tỳ kheo nào không mặc hàng tơ lụa hay mang giày dép da hoặc lông thú hay lông vũ từ quốc gia này, hoặc không dùng sữa, kem hoặc bơ thì có thể thật sự ra khỏi thế giới này. Nghe chưa? Đó là lời của Đức Phật.
Ngài thậm chí không uống sữa. Ngài không mặc hàng tơ lụa. Khi họ đã trả xong nợ quá khứ, họ sẽ không bao giờ phải trở lại tam giới nữa. Nếu không mặc hàng tơ lụa, nếu không uống sữa, nếu không dùng kem, nếu không mặc lông tơ, nếu không dùng bơ, không mang giày da, thì quý vị không bao giờ bị đọa trở lại vòng sinh tử nữa. Tại sao? Đức Phật hỏi. Đó là bởi vì khi mặc cái gì đó lấy từ sinh vật sống, một người tự nhiên kết oan gia với nó. Ví như người đời ăn 100 hạt lúa ở đất, tự nhiên chân đi không khỏi mặt đất được, không thể rời khỏi mặt đất. Cả thân tâm phải tránh xa thân xác và các sản phẩm phụ của chúng sinh bằng cách không mặc chúng, cả không ăn chúng. Ta cho rằng người ấy được giải thoát thật sự. Những gì ta đã nói ở đây là giáo lý của Phật. Ngài không có ý nói giáo lý của riêng Ngài, nhưng Ngài có ý nói giáo lý của các vị thánh nhân, của những người thánh thiện, quá khứ và hiện tại đối với Ngài. Bất kỳ giải thích nào ngược lại là tà giáo, nghĩa là ác tà. Xem và tải xuống bài giảng đầy đủ Kinh Lăng Nghiêm, 4 lời minh huấn về tánh thanh tịnh, đoạn tâm tham dục và sát sinh trên truyền hình Vô Thượng Sư. Because we want heaven.